Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cũng như tình hình mưa lũ trên thế giới cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, lở đất kinh hoàng chặn đứng một con đường ở Trung Quốc. Một trận lở đất kinh hoàng xảy ra ngày hôm qua đã chặn đứng một con đường ven sườn núi ở miền Bắc Trung Quốc. Đoạn video được quay lại tại một con đường uốn quanh sườn núi ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc hôm qua. Khoảnh khắc kinh hoàng đột ngột xảy ra khi lở núi bắt đầu vỡ, sau đó khối đất đá khổng lồ trượt xuống chắn ngang con đường và rơi xuống dòng sông bên cạnh. Các phương tiện giao thông lưu thông trên con đường đã dừng lại kịp thời để tránh vụ sạt lở. Do địa hình ngọn núi vẫn có dấu hiệu không ổn định, nên các nhà chức trách địa phương đã triển khai các biện pháp cần thiết để đề phòng sạt lở xảy ra một lần nữa. Cũng trong ngày hôm qua, The Straits Times đưa tin, các nhà chức trách Thiểm Tây và Sơn Tây ở miền Bắc Trung Quốc đã buộc phải kích hoạt phản ứng khẩn cấp. Trong điều kiện thời tiết bất lợi với mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng, Ủy ban Quốc gia Trung Quốc về giảm nhẹ thiên tai và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã cử các đội hỗ trợ đến giúp giảm thiểu thiệt hại ở các khu vực bị ảnh hưởng. Tính đến ngày hôm qua, chỉ riêng Sơn Tây đã có 1,75 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó có 100 người đã phải sơ tán. Thông tin báo cáo cho biết 17.000 ngôi nhà ở Sơn Tây đã bị tàn phá, trong khi những vùng đất nông nghiệp rộng lớn đang ngập trong nước lũ và 60 mỏ than buộc phải tạm dừng hoạt động, trong khi mưa bão đã có ít nhất 6 người thiệt mạng do lũ lụt. Tỉnh Thiểm Tây cũng ảnh hưởng không nhỏ bởi mưa bão, với ít nhất 70.000 người đã phải di rời do lở đất và lũ lụt. Tại cùng khu vực nơi đoạn video trên được ghi lại, ít nhất 12 người đã thiệt mạng. Theo South China Morning Post, Trung Quốc đã chứng kiến các trận mưa lớn gia tăng kể từ đầu năm 2023, một báo cáo do Bộ Quản lý Khẩn cấp công bố ngày hôm qua cho biết, mưa lớn xối xả và lũ lụt là nguyên nhân chủ yếu chiếm 70% trong tổng số 792 người chết hoặc mất tích trong các thảm họa thiên nhiên từ đầu năm cho tới bây giờ ở Trung Quốc. Đập Tam Hiệp vỡ, Việt Nam sẽ ra sao? Xin chào quý vị và các bạn. Gần đây, truyền thông nói về đập Tam Hiệp ngày càng nhiều, trong đó vấn đề chính mà mọi người bàn tán chủ yếu là có thể vỡ đập hay không. Còn trong video này, chúng ta sẽ không nói về việc có vỡ đập hay không, tại vì mình không phải chuyên gia về thủy điện, cũng không biết chính xác tình trạng hiện tại của đập Tam Hiệp thế nào. Cái mình quan tâm là giả sử đập có bị vỡ thì liệu rằng Việt Nam có ảnh hưởng gì hay không. Đọc trên mạng thấy nhiều bạn có vẻ rất hả hê nếu đập Tam Hiệp bị vỡ. Mình thì cũng không ưa anh bạn láng giềng này lắm, nhưng cũng không đến nỗi mong vỡ đập và cũng không vui vẻ gì về việc đó, bởi vì đâu thì cũng là con người cả. Cái chúng ta không thích là hành động của chính quyền, vì họ là người dân chẳng có tội gì. Vậy nên mình cũng không mong họ sẽ gặp phải tai họa. Nhưng không chỉ có vậy, thì theo chúng tôi Việt Nam cũng không được bình yên cho lắm. Tại sao lại như vậy? Có phải dòng nước đó sẽ chảy xuống Việt Nam và hủy hoại một vùng đất nào đó? Không phải đâu các bạn ạ. Hạ lưu sông Trường Giang nằm hoàn toàn trên đất Trung Quốc và nó rất xa Việt Nam. Thế nên đập có vỡ cũng chẳng có giọt nước nào chảy đến Việt Nam và gây hại cho người Việt Nam cả. Các chuyên gia xuất hiện trên truyền thông cũng đã khẳng định nhiều lần về vấn đề này, thế nên Việt Nam có thể hoàn toàn yên tâm về tác hại của dòng nước nếu vỡ đập. Mặc dù nước không chảy đến Việt Nam, nhưng không phải Việt Nam sẽ bình yên mà ngược lại. Tác động của việc vỡ đập thậm chí có thể đi sâu vào từng gia đình của người Việt. Trước khi đi vào cụ thể, chúng ta sẽ cùng nhìn qua một chút về sự khủng khiếp mà đập Tam Hiệp có thể vỡ. Đập Tam Hiệp được xây vào năm 94, hoàn thành vào năm 2012. Như vậy, tính sơ sơ thì nó cũng đã được 28 năm. Đập Tam Hiệp có 32 tổ máy và 2 máy phát nhỏ, tổng công suất là 22.500 MW, gấp 9 lần thủy điện Sơn La lớn nhất Việt Nam là 2.400 MW. Đập được làm từ bê tông và thép, có chiều dài 2.355 m và đỉnh cao 185 m so với mực nước biển. Công trình đã sử dụng tới 27,2 triệu mét khối bê tông, 463.000 tấn thép, đủ để xây 63 tòa Eiffel và đào tới 102,6 triệu mét khối đất. Quan trọng nhất là hồ thủy điện của đập Tam Hiệp có sức chứa tới 39 tỷ mét khối nước, và một khi đập vỡ, lượng nước này sẽ trở thành một con quái vật khổng lồ cuốn trôi tất cả mọi thứ trên đường đi của nó ra ngoài biển. Ước tính chắc chắn sẽ có 1 triệu người bị nước cuốn trôi và 400 đến 600 triệu người khác nằm trong tầm ảnh hưởng và bị đe dọa bởi dòng nước khủng khiếp này. Nhiều thành phố lớn hàng đầu Trung Quốc như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải sẽ chìm ngập trong nước và ít nhất 1/3 nền kinh tế của Trung Quốc sẽ bị hủy hoại. Thế thì có liên quan gì đến Việt Nam? Chúng ta hãy cùng xem các số liệu. Năm 2019, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan,
tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại cả nước đạt 517,26 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu 264,19 tỷ đô la và nhập khẩu là 253,7 tỷ trong hơn 200 quốc gia vùng lãnh thổ. Có hoạt động xuất nhập khẩu với Việt Nam thì Trung Quốc là thị trường lớn nhất và duy nhất kim ngạch giữa hai nước đạt trên 100 tỷ USD. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 116,866 tỷ, trong đó xuất nhập khẩu của Việt Nam là 41,7 tỷ và nhập khẩu là 75,4 tỷ. Như vậy, riêng thị trường Trung Quốc đã chiếm 22,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, còn nhập khẩu thì cao hơn tới 30%. Nếu 1/3 nền kinh tế Trung Quốc bị phá hủy, tính trung bình Việt Nam sẽ thiệt hại khoảng 7,5% về xuất khẩu và 10% về nhập khẩu. Nghe thì có vẻ là ít, nhưng thực ra đó là một con số rất khủng khiếp. Sẽ có hàng trăm hàng nghìn công ty ở Việt Nam không được nhập thiết bị, nguyên liệu để sản xuất. Hàng nghìn công ty khác sản xuất ra hàng hóa không thể bán được sang Trung Quốc. Và như vậy thì sẽ có nhiều công ty bị phá sản và rất nhiều người công nhân bị mất việc làm. Hiện tại Việt Nam có 54 triệu lao động. Nếu xuất khẩu giảm 7,5%, nhập khẩu giảm 10%, tính trung bình nền kinh tế sẽ thiệt hại khoảng 8,5%, tương đương sẽ có khoảng 8,5% cơ hội làm việc biến mất. Lại tính trung bình thì có khoảng 5 triệu người mất việc, một con số quá khủng khiếp. Chúng ta không cần lo đến 5 triệu người, chỉ cần một nửa trong số đó 2 triệu người thôi thì đã là một rắc rối rất lớn. Đó là chưa nói có thể kéo theo khủng hoảng kinh tế và làm mọi thứ tồi tệ hơn. Mặc dù đây chỉ là suy luận dựa trên số liệu, còn thực tế thì có thể khác xa rất nhiều. Video chỉ mang tính chất để tham khảo, nhưng như vậy cũng đủ thấy đập tam hiệp mà vỡ thì đừng nói rằng Việt Nam sẽ không sao. Mà khi kinh tế của Việt Nam còn phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc thì chúng ta sẽ còn phải cùng Trung Quốc lo lắng về cái đập tam hiệp. Thế nên mình vẫn mong sẽ không có cái đập nào vỡ và sẽ không có những người dân vô tội gánh hậu quả tồi tệ nào xảy ra. Động đất cực mạnh, lở đất kinh hoàng sập ngay hầm than tại Trung Quốc. Thưa quý vị, mới đây một trận lở đất xảy ra ngay sau vụ sập hầm khai thác than ở vùng Nội Mông, Trung Quốc đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương và 53 người mất tích. Báo chí trong nước đưa tin ngày hôm qua cho biết vụ sập hầm xảy ra vào ngày hôm trước tại khu mỏ Lộ Tiên, thị trấn Asilit, điều hành của công ty Sinco Mining. Sau vụ sập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người mất tích và chữa trị cho những người bị thương. Tuy nhiên, vụ lở đất đã xảy ra trong tối ngày hôm trước, khiến công tác tìm kiếm phải tạm dừng. Sáng ngày hôm sau chưa thể nối lại, hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong trong trận lở đất. Than là nguồn năng lượng quan trọng ở Trung Quốc, nhưng các hầm than khai thác ở nước này thường xuyên xảy ra sự cố, chủ yếu do thực hiện không nghiêm tiêu chuẩn an toàn. Nội Mông là vùng khai thác than lớn. Trong năm qua, các mỏ than ở Trung Quốc nỗ lực tăng sản lượng sau khi chính phủ chỉ đạo phải tăng nguồn cung để bình ổn giá. Sau khi xảy ra lở đất, 4 nhóm cứu hộ gồm 109 người tham gia tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt. Giới chức cũng điều 238 lính cứu hỏa, 41 xe cứu hỏa, 6 chú chó cứu hộ tham gia tìm kiếm. Dự kiến sẽ có 200 người nữa được điều đến để hỗ trợ trong ngày hôm nay. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng chỉ đạo nhanh chóng điều tra nguyên nhân sập hầm. Vụ tai nạn đang là chủ đề nổi bật nhất Weibo. Một số cư dân mạng cho biết hầu hết những người mất tích là lái xe tải và máy xúc. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc thì một trận động đất khác khoảng 7,2 độ Richter cũng đã làm rung chuyển Tajikistan vào sáng ngày hôm qua. Trận động đất nói trên đã xảy ra vào lúc 8 giờ 37 phút theo giờ Trung Quốc ở độ sâu 10 km. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn đưa tin tâm chấn cách đường biên giới gần với Trung Quốc khoảng 82 km và có thể cảm nhận được rõ ràng ở một số khu vực thuộc khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, bao gồm Kaiser và Acho. Bộ phận đường sắt Tân Cương đã yêu cầu dừng các chuyến tàu chở hàng chạy trên đoạn Otsu đến Kaiser của tuyến đường sắt Nam Tân Cương theo truyền thông của nhà nước Trung Quốc. Tuy nhiên, nguồn cung cấp điện và thông tin liên lạc vẫn bình thường ở các ca sau trận động đất theo Tân Hoa Xã. Còn theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, chính quyền địa phương đang kiểm tra các cây cầu, đường hầm và các thiết bị tín hiệu. Trong khi đó, một thông báo từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết một loạt trận động đất đã làm rung chuyển Tajikistan vào sáng cùng ngày, trong đó trận mạnh nhất đo được 6,8 độ Richter. Nhiều người có thể cảm nhận được trận động đất ở thủ đô Busan, nhưng tâm chấn nằm ở phía đông Tajikistan gần biên giới với Trung Quốc. Khu vực này có
cư dân thưa thớt nhưng lại có hồ Sajid mà nếu vỡ có khả năng gây ngập lụt các khu vực rộng lớn ở một số quốc gia. Ngoài ra, Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cũng đưa ra thông tin về một trận động đất 6,8 độ Richter làm rung chuyển một khu vực hẻo lánh ít dân cư ở Tadikistan gần khu Tân Cương của Trung Quốc cũng vào sáng sớm ngày hôm qua. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của chúng tôi ngày hôm nay. Mến chúc quý vị sức khỏe bình an, xin đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ bản tin 24 giờ của chúng tôi. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái và chào tạm biệt. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.